thì Siladi đã bị rạn xương bàn chân và anh đã phải tới bệnh viện ngay lập tức để xử lý chấn thương này của mình. Đó cũng sẽ là một tổn thất về mặt lực lượng với câu lạc bộ Hà Nội, bởi Siladi đã cống hiến cho đội bóng này 4 bàn kể đầu mùa giải và là ngoại binh ổn định nhất của đội bóng thủ đô kể từ khi giải đấu được bắt đầu. Đó là một pha va chạm nhìn qua thì không có gì là nguy hiểm. Coi vào! Pha lập công của Lucas Vinicius, pha lập công thứ 3 của cá nhân anh trong mùa giải 2022. Tỷ số là 2-0 cho câu lạc bộ Hà Nội và lần này là một cảm xúc bình thản hơn của huấn luyện viên Junjeo. Thắng lợi đang được củng cố cho đội bóng thủ đô, cách biệt bây giờ đã là 2 bàn. Một đường chuyền có với cảm giác bóng cực hay dành cho pha băng xuống của Lucas Vinicius. Bàn thắng đã được ghi vào đội bóng của Bầu Hiển và lúc này đang có lợi thế rất lớn trên đường đua tới ngôi vị vô địch. Hãy cùng xem lại đường chuyền của Trương Văn Thái Quý, cực kỳ chuẩn xác. Lucas Vinicius đã di chuyển ra phía sau lưng của Thanh Long và có một cú chạm bóng cũng nhạy cảm không kém. Hai không, mọi thứ đang trở nên dễ dàng đầu với đội bóng này. Văn Quyết, sai lầm của hậu vệ BKB Bình Dương. Văn Quyết, Lucas, 3-0, 3-0 cho câu lạc bộ Hà Nội. Liệu ai vào thời điểm này có thể nghi ngờ vào thắng lợi của đội bóng thủ đô trong trận đấu ngày hôm nay nữa? Thời gian vẫn còn rất dài nhưng cách biệt bây giờ đã là 3 bàn. Cú đúp của cầu thủ mang áo số 7 và anh đã có thành tích ghi bàn cân bằng với Văn Quyết và Siladi. 3-0 cũng là tỷ số mà Hà Nội đã vượt qua BKB Bình Dương ở trận đấu lượt đi. Còn bây giờ, đó là tỷ số mà họ đang sở hữu trên sân nhà hàng đấy, khi mà trận đấu vẫn còn khoảng thời gian hơn 30 phút nữa. Sai lầm của hậu vệ Lê Văn Đại và ngay lập tức thì hàng phòng ngự của BKB Bình Dương phải trả giá. Đường chuyền chuẩn xác của Văn Quyết và sau đó là cú đệm lòng gọn gàng của Lucas. Cú đá một chạm tương tự như cái cách mà anh đã nâng tỷ số lên 2-0. Văn Quyết trở về từ đội tuyển quốc gia và ngày hôm nay anh cũng đã có 2 đường kiến tạo trong đội lập công. Chúng ta sẽ cùng xem lại những góc máy bàn thắng mà Lucas vừa sở hữu. Tỷ số đã là 3-0. Và đây lại là một cơ nữa dành cho số 10. Không được. Hơi cầu toàn nhưng với tình cảnh mà Hà Nội đang dẫn 3-0, mọi thứ quá thoải mái với đội bóng thủ đô, thì Văn Quyết xử lý như vừa rồi cũng phải là quá tệ. Mười phút thi đấu của hiệp 2 trôi qua, Hà Nội bây giờ đã dẫn BKB Bình Dương 3-0. Với các cổ động viên của đội bóng thủ đô thì họ rất tin tưởng là với kết quả này vào thời điểm này, chỉ sau 10 phút của hiệp 2 thì Hà Nội đang có thể chấm dứt chuỗi trận không thắng liên tiếp 3 vòng vừa qua. Hãy cùng xem lại pha bóng này của Văn Quyết. Lần này thì Văn Đại đã thành công trong việc ngăn cản đối với đội trưởng của câu lạc bộ Hà Nội. Chúng ta sẽ cùng xem lại bàn thắng của Lucas. Đường găng ngang vừa tầm và sau đó thì Lucas cũng đã dứt điểm nhanh. Quả bóng rất hay. Thêm một cơ nữa. Không vào. Hài lòng vừa bỏ lỡ cơ hội. Rời sân là cầu thủ mang áo số 33 Lê Văn Đại. Vào sân là cầu thủ mang áo số 12 Trần Duy Khánh. Trần Duy Khánh được sử dụng để thay thế cho Lê Văn Đại. Lê Văn Đại là người đã mắc lỗi ở pha bóng dẫn tới bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của đội chủ nhà. Tỷ số được ghi bởi Lê Xuân Tú, một pha phối hợp hay giữa Văn Quyết và Xuân Tú.
trong một bối cảnh mà BKMX Bình Dương chơi với hàng phòng ngự số đông, nhưng Hà Nội vẫn có một pha đánh trung lộ tốt. Ở vòng đấu này thì khi mà Hải Phòng hòa Hoàng Anh Gia Lai và Topland Bình Định để thua trên sân của Đông Á Thanh Hóa, thì cơ hội rộng mở để cho câu lạc bộ Hà Nội có thể nới rộng cách biệt với vị trí thứ hai lên thành 6 điểm. Và bây giờ tạm thời thì họ đang có được điều này. Cơ hội dành cho BKMX Bình Dương ở hiệp đấu đầu tiên là không nhiều. Họ chỉ có một pha bóng với nỗ lực cá nhân của Edison, nhưng đó lại là tình huống mà Bùi Hoàng Việt Anh của Hà Nội đã kịp thời lùi về bọc lót cho người đồng đội Thành Trung. Đây cũng là trận đấu thứ 100 của Thành Trung ở đấu trường V-League, và trước khi trận này diễn ra thì anh đã nhận được kỷ niệm chương từ câu lạc bộ. Ba vòng đấu liên tiếp gần đây thì Hà Nội đã không thắng, và họ đang rất khát chiến thắng cho tới thời điểm này. Bình Dương chính là đội bóng gần nhất mà đội bóng thủ đô vượt qua. Trận đấu lượt đi giữa hai câu lạc bộ đã kết thúc với tỷ số là 3-0. Những cầu thủ đã ghi bàn cho câu lạc bộ Hà Nội ở trận đấu lượt đi là Bùi Hoàng Việt Anh, là Lucas Vinicius và Hai Long, và cả ba đều đang có mặt trên sân vào lúc này. Trong hiệp 1, câu lạc bộ Hà Nội đã phải có một sự thay đổi người. Chấn thương đã khiến cho ở trong hiệp 2 thì câu lạc bộ BKMX Bình Dương đã có hai sự thay đổi cầu thủ. Ông Lưu Đình Tuấn đã rút ra khỏi sân Trung Tín và Wellington. Những người được sử dụng là Bùi Vĩ Hào và Tống Anh Tỷ. Lucas không được. Sau 3 vòng liên tiếp không thắng, với những trận hòa trước Sông Lam Nghệ An, Sài Gòn và trận thua trước Topland Bình Định, để cho các đối thủ cạnh tranh rút ngắn cách biệt về mặt điểm số, bây giờ thì Hà Nội đang đứng trước cơ hội quá lớn để có được cách biệt là 6 điểm với Viettel và Hải Phòng. Viettel đã có được thắng lợi trước Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh. Ngày hôm nay là những thắng lợi của Viettel, của Đông Á Thanh Hóa và Nam Định. Đây sẽ là cơ hội của BKMX Bình Dương, không phải là một tiếng dứt điểm, và đó là một đường chuyền của Thanh Thảo. Hải Long Đoàn Văn Hậu, Văn Quyết, ở trên băng ghế dự bị thì câu lạc bộ Hà Nội còn có những cầu thủ mới trở về từ đội tuyển quốc gia như là Phạm Tuấn Hải. Ở vòng đấu này thì Duy Mạnh vẫn chưa thể thi đấu do án phạt treo giò bởi chiếc thẻ đỏ mà anh đã phải đón nhận trước đó. Quả đá phạt dành cho BKMX Bình Dương. Thắng lợi của Nam Định đã đưa đội bóng này vươn lên bằng điểm với câu lạc bộ BKMX Bình Dương.